Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đi chữa quyển bài tập hàng ngày tiếng Việt lớp 1 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài số 6. Các em sẽ được học chữ ơ và chữ giờ. Ở trong bài số 6 này thì chúng ta sẽ có phần luyện đọc, luyện viết và phần làm bài tập. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa lần lượt từng phần một. Đầu tiên sẽ là phần luyện đọc. Trong phần luyện đọc này thì chúng ta sẽ đọc các tiếng sau. Tiếng đầu tiên là tiếng cờ, các em sẽ đọc là cờ ơ cơ huyền cờ. Tiếng cờ này được ghép bởi chữ cờ và chữ ơ và chúng ta thêm dấu thanh là dấu huyền. Tiếp theo chúng ta sẽ có tiếng dở và các em sẽ đánh vần là giờ ơ dơ hỏi dở. Và tiếng dở thì được ghép bởi chữ giờ, chữ ơ và có dấu thanh là dấu hỏi. Tiếp theo chúng ta có tiếng giò, các em sẽ đánh vần là giờ o do huyền giò. Tiếng giò được ghép bởi chữ giờ và chữ o có dấu thanh là dấu huyền. Tiếp theo chúng ta sẽ có tiếng dơ và các em sẽ đánh vần là giờ ơ dơ. Tiếng dơ được tạo thành bởi chữ giờ và chữ ơ. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đánh vần lần lượt cả 4 tiếng này các em nhé. Cờ ơ cơ huyền cờ. Cờ ơ cơ huyền cờ. Giờ ơ dơ hỏi dở. Giờ ơ dơ hỏi dở. Giờ o do huyền giò. Giờ o do huyền giò. Giờ ơ dơ. Giờ ơ dơ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc trơn cả 4 từ này. Cờ, dở, giò, dơ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh vần các từ tiếp theo. Cô có từ tiếng cô, tiếng có, tiếng cờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từng tiếng này. Tiếng đầu tiên là tiếng cô. Tiếng cô thì được tạo bởi chữ cờ và chữ ô. Các em sẽ đánh vần là cờ ô cô. Tiếp theo, tiếng có thì được tạo thành bởi chữ cờ, chữ o, thêm dấu sắc. Các em sẽ đánh vần là cờ o co sắc có. Tiếp theo, cô có tiếng cờ được tạo thành bởi chữ cờ, chữ ơ và dấu huyền. Các em sẽ đánh vần là cờ ơ cơ huyền cờ. Tiếp theo chúng ta sẽ có các tiếng là tiếng cò. Tiếng cò được tạo thành bởi chữ cờ, chữ o và dấu huyền. Thì các em sẽ đánh vần là cờ o co huyền cò. Tiếp theo chúng cô có tiếng có. Tiếng có thì được tạo thành bởi chữ cờ, chữ o và dấu sắc. Các em sẽ đánh vần là cờ o co sắc có. Tiếng tiếp theo nữa chúng ta có tiếng cá. Tiếng cá thì được tạo thành bởi chữ cờ, chữ a và dấu sắc. Thì các em sẽ đánh vần là cờ a ca sắc cá. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh vần tiếng ra. Tiếng ra thì được tạo thành bởi chữ giờ và chữ a. Các em sẽ đánh vần là giờ a ra. Tiếng cá thì được tạo thành bởi chữ cờ, chữ a và dấu sắc. Thì các em sẽ đánh vần là cá, cờ a ca sắc cá. Và chúng ta sẽ có cả một từ đó là ra cá. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi đọc lần lượt từng tiếng một các em nhé. Cờ ô cô. Cờ ô cô. Cờ o co sắc có. Cờ o co sắc có. Cờ ơ cơ huyền cờ. Cờ ơ cơ huyền cờ. Cờ o co huyền cò. Cờ o co huyền cò. Cờ o co sắc có. Cờ o co sắc có. Cờ a ca sắc cá. Cờ a ca sắc cá. Giờ a ra. Giờ a ra. Cờ a ca sắc cá. Cờ a ca sắc cá. Như vậy ở trong phần luyện đọc này thì các em phải luyện đọc tiếng cờ, tiếng dở, tiếng giò, tiếng dơ, tiếng cô, tiếng có, tiếng cò và tiếng cá và tiếng ra. Các em lưu ý là phần luyện đọc thì các em hãy luyện đọc thật là nhiều, đọc thật là to và rõ ràng. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện viết. Trong phần luyện viết thì các em sẽ luyện viết chữ ơ, chữ giờ và chúng ta sẽ luyện viết tiếng cờ và tiếng ra. Khi luyện viết thì chúng ta cũng sẽ để ý các dấu chấm nhỏ ở trên dòng ô ly sẽ là điểm đặt bút. Chữ ơ. Khi viết thì các em lưu ý là các em sẽ phải viết thật là đẹp, viết nắn nót và viết đúng chính tả. Tương tự với chữ giờ cũng như vậy, các em lưu ý điểm đặt bút của chữ giờ để các em viết làm sao cho thật là đẹp, thật là nắn nót. Tiếp theo cô có tiếng cờ. Tiếng cờ thì được tạo bởi chữ cờ, chữ ơ và dấu huyền. Các em sẽ đọc là cờ ơ cơ huyền cờ. Chữ cờ được tạo thành bởi được tạo từ chữ cờ này, chữ ơ này, và chúng ta thêm dấu huyền. Tiếp theo chữ ra thì được tạo thành bởi chữ giờ và chữ a. Các em sẽ đọc là giờ a ra. Đầu tiên là chữ giờ trước, sau đó là đến chữ a. Như vậy ở trong phần luyện viết thì các em cố gắng là luyện viết đúng dòng ô ly này, viết thật là đẹp, viết ngắn nót và viết đúng chính tả các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập. Bài 1. Tô màu xanh vào tiếng có chứa chữ giờ, tô màu tím vào tiếng có chứa chữ ơ. Ở đây cô sẽ có các tiếng như sau. Cô có tiếng cờ được tạo bởi chữ cờ, chữ ơ và dấu huyền. Các em sẽ đọc là cờ ơ cơ huyền cờ. Tiếng thứ hai là tiếng ra được tạo bởi chữ giờ và chữ a. Các em sẽ đọc là giờ a ra. Tiếng số 3 là tiếng cá được tạo thành bởi chữ cờ, chữ a và dấu sắc. Các em sẽ đọc là cờ a ca sắc cá. Tiếng số 4 là cổ được tạo bởi chữ cờ, chữ ô và dấu hỏi. Các em sẽ đọc là cờ ô cô hỏi cổ. Tiếng số 5 là tiếng rỗ được tạo bởi chữ giờ, chữ ô và dấu ngã. Các em sẽ đọc là giờ ô dô ngã dỗ. Và tiếng số 6 là tiếng cớ được tạo bởi chữ cờ, chữ ơ và dấu sắc. Các em sẽ đọc là cờ ơ cơ sắc cớ. Vậy nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ đi tìm các tiếng có chứa chữ giờ, sau đó chúng ta sẽ tô màu xanh vào tiếng đó. Các em thấy tiếng có chứa chữ giờ là tiếng ra. Tiếng ra thì được tạo bởi chữ giờ và chữ a. Các em sẽ đọc là giờ a ra. Như vậy chúng ta sẽ tô màu xanh vào tiếng ra. Và cô có tiếng rỗ. Tiếng rỗ cũng được tạo bởi chữ giờ, chữ ô và dấu ngã. Thì chúng ta sẽ có đọc là giờ ô dô ngã rỗ. Như vậy chúng ta cũng sẽ tô màu xanh vào tiếng rỗ. Như vậy chúng ta đã tìm được hai tiếng có chứa chữ giờ, đó là tiếng ra và tiếng rỗ. Tiếp theo chúng ta sẽ tô màu tím vào tiếng có chứa chữ ơ. Vậy thì tiếng có chứa chữ ơ đầu tiên là tiếng cờ. Tiếng cờ thì được tạo bởi chữ cờ, chữ ơ và dấu huyền. Các em sẽ đọc là cờ. Như vậy tiếng cờ là tiếng đầu tiên có chứa chữ ơ. Tiếp theo cô có tiếng cớ. Tiếng cớ thì được tạo bởi chữ ơ và chữ cờ và dấu sắc. Các em sẽ đọc là cớ. Vậy thì trong tiếng cớ này có chứa chữ ơ. Như vậy chúng ta đã tìm được hai tiếng có chứa chữ ơ, đó là tiếng cờ và tiếng cớ. Vậy các em sẽ tô màu tím vào tiếng cờ và tiếng cớ. Các em sẽ tô màu xanh vào tiếng ra và tiếng rỗ. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi đọc tất cả các tiếng này các em nhé. Cờ ơ cơ huyền cờ, cờ ơ cơ huyền cờ. Giờ a ra, giờ a ra. Cờ a ca sắc cá, cờ a ca sắc cá. Cờ ô cô hỏi cổ, cờ ô cô hỏi cổ. Giờ ô dô ngã dỗ, giờ ô dô ngã dỗ. Cờ ơ cơ sắc cớ, cờ ơ cơ sắc cớ. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 2. Nhìn tranh và viết chữ thích hợp vào chỗ trống. Các em nhìn thấy ở đây là có bức tranh là con cò, đúng không nào các em? Vậy thì chúng ta sẽ viết tiếng cò. Tiếng cò thì đầu tiên là được tạo bởi chữ cờ và chữ o, và chúng ta có dấu thanh là dấu huyền. Các em sẽ đánh vần là cờ o co huyền cò. Tiếp theo hình số 2 là hình lá cờ. Vậy thì cờ thì được tạo bởi chữ cờ và chữ ơ, thêm dấu sắc là dấu huyền. Thì chúng ta sẽ được tiếng cờ. Các em sẽ đánh vần là cờ ơ cơ huyền cờ. Như vậy ở trong bài số 2 chúng ta đã tìm được hai tiếng thích hợp, đó là tiếng cò và tiếng cờ. Các em sẽ đánh vần hai tiếng này như sau. Cờ o co huyền cò, cờ o co huyền cò. Cờ ơ cơ huyền cờ, cờ ơ cơ huyền cờ. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được bài số 1 và bài số 2 ở trong phần bài tập rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Và phần này cũng là phần cuối cùng ở trong bài số 6. Vậy thì ở trong bài số 6 các em lưu ý về nhà chúng ta sẽ luyện đọc lại các tiếng, đó là tiếng cờ, tiếng dở, tiếng giò, tiếng dơ. Và về nhà chúng ta sẽ luyện viết chữ ơ, chữ giờ. Chúng ta sẽ luyện viết tiếng cờ, tiếng ra, ra vở ô ly các em nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được bài số 6 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại toàn bộ câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa các bài tập tiếp theo. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.